Vào lúc 9 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2024, tại nhà thơ chính tòa Hà Nội, 38 nữ tu dòng mến Thánh Giá Hà Nội đã long trọng tuyên khấn trong thánh lễ khấn dòng do Đức Tổng giám mục Dù Xe chủ sự. Hiệp dân thánh lễ có sự hiện diện của Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, Đức cha Edward Chamba Tổng giám mục Tổng giáo phận Freestyle, nước Sierra Leone, cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha tuyên úy dòng mến Thánh Giá Hà Nội Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy, quý cha trong và ngoài Tổng giáo phận quý thầy phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh, quý khách, quý phụ huynh, cùng đông đảo ân nhân và thân nhân của các khấn sinh. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Khởi đi từ lời mời gọi của Đức Giêsu trong bài giảng lời Chúa, Đức Tổng giám mục Du Xe phân tích những điều kiện cần thiết cho những ai muốn theo Đức Giêsu cách trọn vẹn hơn chính là sự từ bỏ. Các nữ tu tuyên khấn lần đầu và chọn đời hôm nay cũng đã quyết định từ bỏ những gì được coi là hợp lý, là căn bản nhất của con người khi tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm. Chính khi tự nguyện nói lên lời tuyên hứa cao quý này, các nữ tu có thể bước theo sát hơn với Đức Kitô và trở nên đồng hình đồng dạng với Người. Ngày lễ khấn dòng cũng là dịp để mỗi Kitô hữu nhớ lại lời tuyên xưng khi chịu phép rửa tội và cầu xin Chúa ban ơn trung thành với những gì đã tuyên hứa và yêu mến đấng mà chúng ta tôn thờ. Bài giảng khép lại Đức Tổng thống Mục Du Xe chủ sự nghi thức khấn dòng. Trước hết là nghi thức tuyên khấn lần đầu dành cho 18 tập sinh. Trong tay chị Tổng phụ trách Maria Đỗ Thị Như Hoa và trước sự chứng kiến của Đức Giáo Mục Giáo Phận, 18 tập sinh công khai nói lên lời tự nguyện cam kết hiến thân cho Thiên Chúa, sống khít tịnh, khó nghèo và vâng phục một năm theo hiến trương dòng Minh Thánh Giá Hà Nội. Trong phần nghi thức diễn nghĩa, Chiếc khăn lúp trắng tinh khôi trên đầu các chị giờ đây được thay bằng chiếc khăn lúp màu đen khiêm nhường. Đó là dấu chỉ từ nay các chị hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô và dấn thân hơn nữa trong ơn gọi mến thánh giá. Cùng với đó, các chị đón nhận hiến trương và nội quy như kim chỉ nam dẫn bước cho các chị trong linh đạo mến thánh giá. Trong nghi thức tuyên khấn trọn đời, sau lời nguyện thánh hiến khấn sinh, được Tổng thống Mục Du Xe làm phép và trao nhấn giao ước cho các khấn sinh. Đây chính là dấu chỉ giao ước tình yêu mà các chị đã ký kết với Chúa Kitô bằng lời vĩnh khấn. Quý chị cũng được trao cây thánh giá như dấu chỉ nhắc nhớ chị em năng suy niệm về Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí để có thể hiểu biết và yêu mến người trọn đời. Cuối cùng, trong tình thần ái thánh thiện, chị tổng phụ trách Maria, đại diện hội dòng chính thức đón nhận chị em vào gia đình dòng mến thánh giá Hà Nội. Để từ đây, chị em cùng sát cánh bên nhau, cùng sống linh đạo và chu toàn sứ mạng của chung hội dòng ngày sau phép lành trọng thể kết thúc thánh lễ, theo truyền thống tốt đẹp của dòng mình thanh giá Hà Nội, 18 tân khấn sinh được chị Tổng phụ trách chỉ định dâng đời sống tận hiến của mình để cầu nguyện cho một giáo sứ hoặc giáo họ trong Tổng giáo phận Hà Nội. Thay lời cho hội dòng, cách riêng là 38 khấn sinh, chị Tổng phụ trách Maria bày tỏ tâm tình tri ân từ Đức Tổng giám mục Du Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Bề Trên, Quý Nam Nữ tu Sĩ, Quý Ông Bà Cố, các ban ngành, hội đoàn, và những ai đã nhiệt thành cộng tác để thành lễ hôm nay diễn ra tốt đẹp. Ngày lễ khấn dòng hôm nay là dấu mốc đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành và dấn thân sâu hơn trong ơn gọi miến thánh giá của các khấn sinh. Ước mong mỗi ngày sống trong đời thánh hiến, quý chị luôn quảng đại dấn thân và làm chủ sinh hoa trái thánh thiện ngang qua sứ vụ đã được chào phó.